Vì sao Nobita làm bài kiểm tra toàn không điểm mà vẫn được lên lớp? Hé lộ những điều thú vị về hệ thống giáo dục ở Nhật Bản. Ở đây có ai đã từng say mê chú mèo máy Doraemon chưa nào? Tôi dám cá là 100% giống như tôi phải không? Nhưng mà có ai từng thắc mắc tại sao Nobita đi học toàn không điểm mà vẫn được lên lớp không nhở? Đúng này. Một câu hỏi đã được đặt ra cho vấn đề này. Bên dưới, giờ tình thi nhau đưa ra đáp án. Người cho rằng vì đây chỉ là một bộ phim nên kịch bản được làm phiền phiến cho có. Tuy nhiên, không ít netizen lại cho rằng đằng sau việc Nobita làm bài kiểm tra toàn không điểm mà vẫn được lên lớp là vô vàn những điều thú vị về hệ thống giáo dục ở Nhật Bản. Ở Nhật, từ tiểu học đến hết cấp 2, không có lưu ban nên cứ đi học là lên lớp. Thậm chí nghỉ học giữa chừng rồi đi học lại thì cứ theo số tuổi mà học tiếp số lớp thôi. Một bạn trẻ bình luận. Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều bạn sẽ sốc lắm phải không? Bởi ở một số quốc gia như là Hoa Kỳ, Philippines hay là Việt Nam ta thì những học sinh không học tốt có thể bị lưu ban một lớp để học lại, đào sâu thêm kiến thức. Nhưng mà ở Nhật Bản, học sinh sẽ luôn luôn được lên lớp dù điểm kiểm tra có là bao nhiêu. Các cô cậu bé ngang tuổi Nobita ở Nhật Bản có thể suốt ngày bị điểm không nhưng mà vẫn có thể được dự lễ tốt nghiệp vào cuối năm đấy. Nhưng mà ngoài việc học sinh không bị lưu ban thì nền giáo dục Nhật Bản còn vô vàn những điều hay ho. Cùng khám phá nhá! 1. Học thêm rất phổ biến. Mặc dù gọi là học thêm nhưng đây lại rất phổ biến ở Nhật Bản nhá. 2. Học sinh Nhật Bản không bao giờ được sử dụng điện thoại di động vì đây là điều cấm. 3. Tỷ lệ học sinh đi học đầy đủ đúng giờ lên đến 99,99%. 4. Không có xe đưa đón học sinh mà các học sinh ở đất nước này thường đi bộ hoặc là đi các phương tiện công cộng để tới trường. 5. Giáo viên không được phép mời học sinh ra khỏi lớp. Và 6. Học sinh ăn trưa trong lớp cùng với các thầy cô giáo của mình để tăng sự gần gũi, thân thiết và các thầy cô cũng có thể hỏi han tìm hiểu về cuộc sống của các em. Bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất? Chia sẻ cùng tin nhanh 24 giờ online cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.